Lý Minh rất vui khi lại được tái ngộ quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau những cái tình hình nóng hổi nhất ở trên chiến trường Ukraine. Nơi mà đang nóng hổi nhất hiện nay, nó không phải là nằm ở Kursk đâu thực vị, mà nó nằm ở ngay trên đất Nga, khi mà có những cuộc tấn công rất dữ dội của Ukraine vào các kho đạn Nga. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái câu chuyện đó. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem là cái sức mạnh quân đội Nga đã bị ảnh hưởng như thế nào sau khi một cái kho đạn khoảng độ 2.000 tấn đạn dược của Nga bị tấn công. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những cái câu chuyện đó. Tất nhiên chúng ta vẫn sẽ nói về tình hình chiến trường nói chung, tình hình Kursk hay là một số các cái động thái của cả đôi bên trong thời gian qua. Vâng, bắt đầu với một cái câu chuyện, đó là việc mà Nga đã phóng tới 1.000 vũ khí trên không vào Ukraine trong một tuần. Đây là con số thống kê mà cũng khiến nhiều người khá giật mình. Giật mình là bởi vì sao? Thứ nhất đó là không ngờ rằng Nga cũng còn quá nhiều vũ khí như vậy. Thứ hai là cái cường độ và cái mức độ của nó ghê gớm quá. Nó cho thấy rằng là Nga đang cố gắng là hủy diệt hạ tầng cơ sở của Ukraine trước khi mà mùa đông đến. Cũng là một chiến thuật quen thuộc trong mấy năm qua. Khi mà mỗi khi mùa đông bắt đầu là ngấp nghé ở cửa, là người dân Ukraine họ là vô cùng lo sợ, bởi vì là cái điều đó nó cũng báo hiệu những đợt tấn công khủng khiếp của Nga vào hạ tầng cơ sở cũng như là các cái trung tâm năng lượng của Ukraine. Cái đòn tấn công này thì nó không gây thiệt hại cho quân sự Ukraine, không thiệt hại về mặt quân sự, nhưng nó lại có tác dụng là uy hiếp tinh thần của người ở hậu tuyến, và điều đó nó lại gián tiếp là khiến cho người ở tiền tuyến bất an. Bây giờ quý vị hãy hình dung thử xem, ví dụ như là mình là một người lính Ukraine chẳng hạn, mình đi chiến đấu ở ngoài mặt trận đúng không ạ? Thế nhưng mà liên tiếp tin nhà báo ra mặt trận rằng là bị không kích này kia, không sống được, khổ quá, mất điện, mất nước, thì liệu có yên tâm mà chiến đấu hay không? Mình ra trận là để mà bảo vệ quê hương đất nước đúng không ạ? Thế nhưng mà cuối cùng là ở hậu tuyến của mình, quê hương đất nước vẫn bị tàn phá như vậy. Cuộc sống của vợ con mình bị ảnh hưởng, của người thân, cha mẹ của mình, của những người hàng xóm thân thương của mình chẳng hạn, bị tàn phá như vậy, thì liệu là còn tinh thần chiến đấu hay không? Và đây là cái bài mà có thể gọi là tâm lý chiến của Nga nhằm vào Ukraine. Thay vì là tập trung tấn công ở tiền tuyến thì họ đã chia ra để mà tấn công cả hậu phương nữa, trong khi vẫn giữ được cái mức độ tấn công rất mạnh mẽ ở tiền tuyến bằng những cái vũ khí tầm xa của họ. Nền công nghiệp quốc phòng của Nga thì cũng khá là đáng gờm, khi mà họ sản xuất ra rất nhiều tên lửa và các cái loại UAV, sản xuất không đủ thì họ mua từ Triều Tiên, từ Iran, từ những đồng minh thân thiết của mình. Và thậm chí là họ còn hoán cải những cái loại tên lửa như là S-200 khá là lạc hậu từ xưa ở trong những cái hệ thống phòng không lạc hậu để mà trở thành những cái tên lửa tấn công mặt đất. Bởi vì là tấn công vào những cái cơ sở năng lượng hay là hạ tầng đó thì cũng không cần là phải quá chính xác. Nó chỉ cần tạo ra cái sự uy hiếp thôi mà, đúng không ạ? Không trúng cái này thì trúng cái kia, nó không giống như là tấn công vào mục tiêu quân sự. Trượt có nghĩa là phí tiền không được gì. Thế nhưng mà tấn công vào mục tiêu mà là năng lượng hạ tầng ấy thì nó cũng không cần phải quá chính xác. Tổng thống Zelensky vào ngày 22 tháng 9 thì ông ấy đã nói rằng là Nga đã phóng gần 30 tên lửa và 400 UAV cũng như là 900 quả bom dẫn đường vào Ukraine chỉ trong một tuần qua. Và kêu gọi là các nước phương Tây hãy trao cho Ukraine khả năng tấn công tầm xa để mà hạn chế những điều đó. Hơn 1.000 loại vũ khí như vậy nó đã phóng vào trong một tuần. Chỉ riêng ngày 21 tháng 9 thì đã có 21 người bị thương tại Kharkiv khi mà Nga tấn công một tòa nhà chung cư bằng bom dẫn đường FAB-250. Một ngày trước đó thì một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kryvyi Rih, cái tỉnh mà quê nhà của Zelensky đó, đã giết một cậu bé 12 tuổi và hai người phụ nữ 75 và 79 tuổi. Ba người thiệt mạng. Theo thống kê thì trong một tuần vừa qua thì có 31 thường dân đã thiệt mạng và 200 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp lãnh thổ Ukraine. Và đó là lý do mà ông Zelensky nói rằng là chúng ta cần tăng cường năng lực để bảo vệ mạng sống và đảm bảo an toàn tốt hơn. Ukraine cần có khả năng tấn công tầm xa và chúng tôi đang nỗ lực để thuyết phục các đối tác của mình về điều này. Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận vào tuần tới. Và tới đây khi mà ông Zelensky gặp ông Biden ở Mỹ, có cái chuyến thăm đến Mỹ, thì chắc chắn là cái vấn đề mà cởi trói cho Ukraine trong cái việc sử dụng các vũ khí tầm xa như là tên lửa của Mỹ hay là của các nước phương Tây mà các cái tên lửa đó có nguồn gốc từ Mỹ để mà tấn công vào lãnh thổ Nga, đó sẽ là một vấn đề nóng mà chắc chắn là ông Zelensky sẽ gây áp lực rất lớn lên chính quyền Mỹ.
Ông Biden thì bây giờ thực sự mà nói với quý vị là ông ấy cũng đang ở trong những ngày cuối nhiệm kỳ rồi. Ông ấy đã tuyên bố là không tranh cử nữa rồi. Và nhường lại ánh sáng sân khấu cho bà Kamala Harris và ông Trump. Hai người sẽ có những cái cuộc quyết đấu từ giờ cho đến tháng 11. Nên nhớ rằng là chỉ còn không đầy 2 tháng nữa thôi là cuộc bầu cử Mỹ nó sẽ quyết định xem ai sẽ là chủ nhân Nhà Trắng trong 4 năm tới. Thế thì trong lúc này, cái tâm trạng của Biden thì nó cũng rất là phức tạp. Đó là tâm trạng của một cái người mà kiểu như là cũng sắp về rồi, cũng không còn quá nhiều ham muốn. Thế nhưng là cũng có một cái sự đan xen của một cái tâm trạng, tâm lý, đó là muốn dành những cái ngày cuối cùng ở trên chiếc ghế tổng thống của mình để mà đặt định ra một cái chính sách, theo đuổi cái chính sách mà mình đã theo đuổi từ lâu, đó là vũ trang quân sự cho Ukraine để mà chống lại lực lượng Nga. Đó là một cái tâm trạng phức tạp. Cho nên cuộc gặp tới đây của hai người nó sẽ rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan sát. Đã có những cái nhượng bộ của Mỹ với lại Ukraine khi mà họ đã cho phép Ukraine dùng một số các loại vũ khí tầm xa để tấn công một số các cái khu vực gần biên giới Nga, nơi mà lực lượng Nga tập trung lực lượng. Nhưng điều Ukraine muốn là nó lớn hơn. Họ muốn là tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nơi mà có các cái cơ sở căn cứ quân sự, các bệ phóng tên lửa mà Nga vẫn dùng để mà tấn công Ukraine. Thế thì đôi bên vẫn chưa gặp nhau được. Cái tiếng nói chung là vẫn chưa có. Mỹ vẫn đang rất ngại cái khả năng là leo thang vũ trang hạt nhân. Bởi vì Nga là một cái nước mà sở hữu vũ khí hạt nhân, đầu đạn, thậm chí còn nhiều hơn cả Mỹ. Và lúc đó thì tình hình châu Âu nó lại sẽ như là lửa đổ thêm dầu. Và đó là điều mà phương Tây và Mỹ cũng không mong muốn. Họ không mong là chiến tranh Ukraine sẽ lan rộng ra các nước khác, đặc biệt là các nước ở sườn đông NATO như là Ba Lan, Rumani hay là 3 nước vùng Baltic, Latvia, Litva và Estonia đó. Những nước ở sườn đông NATO là những nước mà dễ bị tổn thương nhất nếu như cuộc chiến lan rộng ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Và đó là điều mà phương Tây không mong muốn, NATO không mong muốn và đặc biệt là Mỹ cũng không mong muốn. Họ chỉ muốn là để chiến tranh diễn ra trong phạm vi Ukraine thôi. Và họ muốn rằng là Ukraine sẽ được vũ trang một cách cần thiết để mà chặn đứng được cái sự bành trướng của Nga nếu có thể sang phía Tây. Đó là mục tiêu của họ. Cho nên rất nhiều lần khi mà tình hình chiến trường có vẻ như là bất lợi cho quân Nga hơn thì phương Tây lại đột ngột rút cái viện trợ của mình đi ít hơn. Chứ họ không, họ vẫn muốn là cái cuộc chiến này nó không phải giải quyết ở trên chiến trường. Họ vẫn đang theo đuổi những biện pháp đàm phán. Và tôi cảm giác như là dường như là phương Tây và Mỹ họ muốn rằng là đôi bên có một cái cuộc chiến tiêu hao như vậy thôi. Bây giờ để Nga thắng thế như vũ bão cũng không được, mà để Ukraine thắng thế như vũ bão thì cũng lại là một cái sự nguy hiểm, bởi vì điều đó nó sẽ dồn ông Putin vào cái làn danh đỏ cuối cùng của ông ấy là dùng vũ khí hạt nhân. Mà cái điều này thì Nga đã cảnh báo rất nhiều lần rồi. Cho nên cái chiến sự như lúc này nó là ở trong tầm kiểm soát. Nói gì thì nói, nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của phương Tây. Khi mà đôi bên tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao và không bên nào có được lợi thế quyết định ở trên chiến trường. Và điều này thì nó sẽ dẫn đến một cái việc, đó là kết thúc chiến tranh nó sẽ nằm ở trên bàn đàm phán. Khi mà đôi bên mệt mỏi và đã cảm giác là không thể tiến hành chiến tranh được nữa, hay là nền kinh tế của đôi bên suy sụp và cạn kiệt nguồn lực, hay là về nhân lực. Nên nhớ là cả Nga và Ukraine đều là những nước mà có vấn đề về nhân khẩu học, trong cái tình trạng mà giảm sinh. Nga thì thực sự mà nói, đó là cái vấn đề dân số của họ là nhức nhối suốt nhiều năm qua. Và ngay cả Tổng thống Putin cũng đã đề cập đến việc là vấn đề dân số sẽ là vấn đề quyết định tương lai vận mệnh của Nga. Còn Ukraine thì quý vị biết rồi, từ khi chiến tranh nổ ra là hàng chục triệu người đã rời bỏ đất nước. Và rất nhiều thanh niên cũng đã ra trận và tử trận. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến dân số. Cho nên một là về vấn đề kinh tế, hai là về vấn đề nhân khẩu học. Nếu như cả hai bên này mà gặp vấn đề và không thể duy trì được cuộc chiến được, thì chắc chắn là nó sẽ phải giải quyết cuộc chiến ở trên bàn đàm phán thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói sang câu chuyện tại Kursk, thưa quý vị. Lực lượng Ukraine vẫn đang tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía tây cái điểm nhô ra của mình tại tỉnh Kursk vào ngày 21 tháng 9. Nhưng họ không có tiến triển nào được xác nhận. Các blogger quân sự Nga tuyên bố là Ukraine đã tấn công không thành công tại Gruskovsky Raion, bao gồm cả phía nam Gruskovo
ở Novi Put và Medvezie. Các cuộc tấn công này đang trở nên ít dữ dội hơn theo lời của các blogger quân sự Nga. Tuy nhiên, nhìn trên bản đồ thì chúng ta cũng có thể thấy là quân Nga cũng chưa có được nhiều tiến triển. Chưa có được nhiều tiến triển về cái mặt là phản công. Nên nhớ là quân Nga đã phát động cái cuộc phản công ở đây cách đây vài tuần. Nhưng cuộc phản công của họ thì cũng không thành công. Chưa đẩy được toàn bộ quân đội Ukraine ra khỏi những khu vực quan trọng nhất. Gần đây Nga đã chiếm lại được một số cái khu định cư gần cái phần nhô ra của Ukraine tại Kursk, trong bối cảnh là liên tục họ phản công ở phía Tây vào ngày 21 tháng 9. Một số các cái cảnh quay thì công bố ngày 21 tháng 9 cho thấy các thành phần của lữ đoàn nhảy dù số 83 gần đây đã tiến về phía nam của khu định cư Kamishevka trong một cái cuộc tấn công cơ giới quy mô trung đội ở trong khu vực này. Blogger quân sự Nga tuyên bố là Nga cũng đã phản công gần Lyubimovka và giao tranh đang diễn ra ở phía đông nam Snagos, ở gần Nikolaevo và Darino. Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Mashoves tuyên bố rằng các thành phần của lữ đoàn bộ binh hải quân số 810 của Nga, quân khu phía nam đang tấn công theo hướng Kemianoe và Vecheno, cả hai đều ở phía đông của thị trấn Korenevo. Ngoài ra thì còn có các thành phần của trung đoàn lính dù số 51 này cũng đang tấn công tại khu vực này. Tình hình tại Kursk nói chung là cũng đang chưa đâu vào đâu cả, thưa quý vị và các bạn. Điện Kremlin thì trong cái đó họ đang tổ chức lại các chiến dịch tuyển dụng tình nguyện viên khu vực của Nga để mà thành một cái nỗ lực liên bang ở từng cái khu vực riêng rẽ một, tạo ra một cái nỗ lực chung. Và điều này cũng cho thấy là họ đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc chiến của mình tại Ukraine và cả cuộc tấn công vào tỉnh Kursk nữa. Ngày 20 tháng 9, ông Putin đã ký một cái sắc lệnh thành lập một ủy ban liên bộ trực thuộc Hội đồng An ninh Nga để trang bị đầy đủ hơn cho lực lượng vũ trang Nga bằng các quân nhân hợp đồng. Ủy ban này sẽ điều phối các hoạt động của các cơ quan và tổ chức chính quyền liên bang, khu vực và thành phố trong việc lựa chọn các ứng viên cho nghĩa vụ quân sự hợp đồng, bao gồm cải thiện quy trình tuyển chọn, đánh giá các nỗ lực đang diễn ra để mà thu hút các ứng viên vào các cái đội hình tình nguyện và cũng như là xem xét các đề xuất để cải thiện các ưu đãi về vật chất và hỗ trợ xã hội cho các cái quân nhân hợp đồng và gia đình của họ. Theo đó thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sẽ làm chủ tịch ủy ban này và là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Buloshov cũng sẽ là phó chủ tịch của ủy ban này. Nó cho thấy là người Nga đang bắt đầu là làm mọi cách để có thể có được thêm quân nhân trên chiến trường. Thành lập một cái ủy ban như này, tôi nghĩ là sẽ có nhiều cái đợt động viên hơn trong thời gian tới. Đặc biệt là cái chức chủ tịch và phó chủ tịch được giao cho hai người rất quan trọng, đó là ông Medvedev và ông Belousov. Chính quyền Nga thì trước đây họ đã ra tín hiệu về cái ý định tập trung các nỗ lực tuyển dụng tình nguyện viên bằng cách mở rộng các cái trung tâm tư vấn dịch vụ quân sự tại thành phố Moscow. Và họ đã đưa Moscow trở thành trung tâm của các cái nỗ lực tuyển dụng liên bang của Nga, rồi đầu tư vào các cái quảng cáo tuyển dụng chất lượng cao hơn và tận dụng các cái nhân vật mà idol, kiểu như là nhân vật quốc gia trong cái chiến dịch tuyển dụng cấp liên bang này. Nga đã từng tuyên bố vào đầu tháng 9 rằng là cuộc tấn công của Ukraine và Kursk đã thúc đẩy nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến việc là trở thành tình nguyện viên. Nhưng mà quyết định tập trung các nỗ lực tuyển dụng tình nguyện viên của Nga của ông Putin vẫn cho thấy là ông ấy đánh giá là Nga đang không tuyển dụng đủ số lượng tình nguyện viên để đáp ứng nhu cầu nhân lực của Nga. Đáng chú ý là ông Putin đã ký cái sắc lệnh vào đêm kỷ niệm 2 năm ngày động viên một phần vào mùa thu năm 2022. Và sắc lệnh này, theo giới quan sát phương Tây, càng cho thấy sự phản đối của ông với việc động viên bắt buộc vào thời điểm hiện tại. Nga vẫn đang cố gắng là không động viên, tổng động viên toàn bộ cả nước, mà họ đang cố gắng là động viên một phần thôi và nỗ lực có thêm những cái tuyển dụng tình nguyện viên dựa trên cơ sở tình nguyện. Vì sao lại như vậy? Có một cái câu chuyện cũng rất là quan hệ ở đây, đó là việc mà người Nga cũng đang khá là không còn tin tưởng lắm vào cuộc chiến tại Ukraine này. Người Nga có vẻ như là họ đang mệt mỏi với cuộc chiến này. Và đó là lý do khiến cho ông Putin đã phải là có được những cái quyết sách mà không dám là để cho lòng dân loạn hơn nữa. Nếu bây giờ có một cái quyết định mà động viên toàn phần thì rõ ràng là sẽ khiến cho xã hội Nga rúng động.
ngày trước năm 2022 động viên một phần cũng đã khiến cho hàng trăm ngàn thanh niên là rời bỏ khỏi nước Nga để sang các nước khác. Bây giờ nếu như lại động viên toàn phần và đưa ra cái lệnh như là Ukraine ấy, động viên toàn bộ lực lượng, thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái câu chuyện mà nó quá chấn động và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều mặt của nước Nga, là kinh tế rồi nhân khẩu học. Cho nên bây giờ Điện Kremlin họ vẫn đang né tránh cái việc đó và họ tăng cường các cái nỗ lực tuyển dụng tình nguyện viên như vậy. Một cuộc thăm dò cho biết là gần một nửa người Nga ủng hộ việc rút quân khỏi Ukraine. Đó là một câu chuyện mà có lẽ là Điện Kremlin không vui. Nhân kỷ niệm 2 năm ngày phát động cái lệnh động viên một phần tại Nga, thì cái dự án nghiên cứu Chronicles và nhóm Extreme Strength họ đã khảo sát người dân Nga và chứng minh rằng là gần một nửa trong số họ ủng hộ cái việc rút quân khỏi Ukraine. Theo kết quả thăm dò thì 49% người Nga được khảo sát sẽ ủng hộ việc rút quân khỏi Ukraine và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình mà không đạt được các mục tiêu quân sự do Moscow đặt ra. 33% số người được hỏi phản đối quyết định như vậy. Ngoài ra, 63% số người tham gia khảo sát ủng hộ việc ký kết một hiệp ước hòa bình với sự nhượng bộ lẫn nhau giữa Nga và Ukraine vào năm tới. À, có nghĩa là 63, hãy nhớ, quý vị hãy nhớ con số này, 63% người dân Nga chấp nhận một cái hiệp ước hòa bình mà trong đó Nga có thể là phải nhượng bộ cả Ukraine. Và đây là con số đáng chú ý. Đây là một con số rất đáng chú ý. Nó cho thấy rằng người dân Nga họ đang cảm thấy mệt mỏi hơn về cuộc chiến này rồi. Tôi tin rằng một cuộc khảo sát tương tự tại Ukraine cũng cho thấy điều đó. Nghĩa rằng người Ukraine, người dân Ukraine họ cũng sẵn sàng là ủng hộ cái việc ký kết một cái hiệp ước hòa bình với Nga. Chấp nhận là một có sự cái sự nhượng bộ lẫn nhau. Bởi vì như là tôi đã phân tích trong một lần, có lẽ quý vị xem các chương trình của tôi thì cũng biết là cái việc này nó giống như là một cái trò chơi vậy. Nó giống lý thuyết trò chơi vậy. Lý thuyết trò chơi nói rằng là nếu như cả hai bên đều muốn được lợi ích tối đa cho mình thì cuối cùng là họ sẽ đều không được. Mà phải có một bên nhường, thậm chí là cả hai bên đều phải lùi lại nhường nhau thì cái trò chơi đó nó mới không có tổng bằng không. Nếu như quý vị quan tâm thì có thể đọc thêm sách về cái lý thuyết trò chơi đó, cũng có một vài cuốn sách. Nhưng đại ý là như vậy, nó ứng dụng rất nhiều trong đời sống. Ví dụ như là cái việc mà quý vị đi đàm phán hợp đồng kinh tế làm ăn chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc đơn giản nhất là cái câu chuyện này, là quý vị ra chợ mua một cân thịt chẳng hạn. Ví dụ người ta bảo là tôi bán 100.000 cân này. Đấy, nhưng mà quý vị có thể là mặc cả lại. Thôi, 80.000 thôi, tôi không mua được giá 100. Nhưng người bán hàng thì họ sẽ bắt đầu suy xét là à, nếu như mình vẫn bán giá 100 thì có lẽ là không bán được. Còn cái người mua họ cũng sẽ phải tự suy xét là 80.000 thì chắc chắn là người bán họ sẽ không bán. Cho nên đôi bên họ sẽ cùng nhượng bộ lẫn nhau. Mỗi người bớt đi một phần. Người bán sẽ bớt từ 100 xuống còn 90. Và người mua thì cũng sẽ chịu thiệt một chút là mua với giá cao hơn 10.000 so với cái mức giá mà gọi là lý tưởng của mình. Thế là miếng thịt sẽ được bán với giá 90.000. Và đó là cái trò chơi gọi là đã hoàn tất. Nghĩa là mỗi bên đều phải nhượng bộ lẫn nhau. Ví dụ đơn giản nhất là như vậy. Còn phức tạp hơn là cái trong quan hệ quốc tế thì nó sẽ có rất là nhiều cái thứ đan xen phức tạp mà chúng ta cũng chỉ nhìn ở bên ngoài thôi. Nhưng chắc chắn rằng là nếu như cả Nga và Ukraine muốn có hòa bình thì họ đều phải nhượng bộ lẫn nhau. Không có chuyện mà một bên nhượng bộ mà lại có hòa bình đâu. Một bên nhượng bộ vẫn sẽ có chiến tranh. Tôi chắc chắn là như vậy. Tất cả các hiệp ước hòa bình trên thế giới từ trước đến nay đều là sự nhượng bộ cả đôi bên. Trừ những cái hiệp ước bất bình đẳng thì không nói làm gì nhá. Nhưng cái hiệp ước mà giữa hai bên mà để mà kéo dài một cái nền hòa bình mà đều có lợi cho cả đôi bên ấy, thì đều họ đều phải là nhường nhau một chút. Không thể có chuyện là cùng tiến mà lại là cùng thắng được. Nếu muốn win-win, nếu muốn cùng thắng thì họ phải cùng lùi. Đấy là đạo lý mà trong đời sống này cũng ứng dụng rất là nhiều. Trong mâu thuẫn chẳng hạn, ví dụ quý vị đều xông lên, xốc tới, cãi nhau, cãi vã thì cuối cùng là chẳng giải quyết được. Nhưng nếu mà mỗi người nhường một chút, nhịn một chút, thì câu chuyện nó sẽ dễ thở hơn. Cũng là một cái đạo lý như vậy. Thưa quý vị, là bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái câu chuyện về cái kho đạn dược tại Nga mà bị phá hủy đó. Cái cuộc không kích của Ukraine vào ngày 18 tháng 9 vừa rồi, tôi đã từng đưa tin rồi. Nó nhắm vào một cái cơ sở lưu trữ tên lửa và đạn dược của Nga ở Toropets của cái tỉnh Tver ấy. Thì được cho là nó đã phá hủy đủ cái số lượng đạn dược của Nga, đủ để mà ảnh hưởng đến các hoạt động của họ trong những tháng tới, trong nhiều tháng tới đấy. Thưa
Thưa quý vị, là theo một cái nguồn tin từ tình báo của lực lượng phòng vệ Estonia, đại tá Ants Kivisev đã tuyên bố vào ngày 20 tháng 9 rằng cuộc không kích đã khiến 30.000 tấn đạn dược phát nổ. Lưu ý rằng là quy mô của vụ nổ nó tương đương với 750.000 quả đạn pháo trung bình mà lực lượng Nga bắn 10.000 quả đạn mỗi tuần. 750.000 quả đạn pháo, thưa quý vị, mà mỗi tuần chỉ bắn 10.000 quả, có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng độ là xem nào, 75 tuần. Đấy là con số mà rất là khiêm tốn đấy. Rất nhiều tháng tới là sẽ ảnh hưởng đến cái lực lượng Nga. Các tính toán của Estonia cho thấy là cuộc không kích của Ukraine đã phá hủy nguồn cung đạn dược của Nga trong 2 đến 3 tháng. Và phía Ukraine thì nói rằng là cái cơ sở này nó lưu trữ các cái tên lửa Iskander, tốc KU, bom lượn và đạn pháo. 30.000 tấn đạn dược đó, quá khủng khiếp. Và nếu như quý vị đã xem thì thấy rằng cái vụ nổ đó như là một vụ nổ hạt nhân. Người ta đo được là nó lên tới là khoảng gần 2 kiloton cái vụ nổ đó. Khủng khiếp lắm. Và theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, việc Ukraine phá hủy kho tên lửa và đạn dược ở Toropets nó sẽ buộc Bộ Chỉ huy Quân sự Nga phải tái cấu trúc lại hệ thống hỗ trợ và hậu cần của mình. Và các cuộc không kích tiếp theo của Ukraine trên đất Nga, nó sẽ làm tăng áp lực lên hoạt động của quân đội Nga. Nó sẽ nhắm vào các cơ sở hậu cần của Nga ấy và tạo ra áp lực lớn hơn với quân Nga ở trên tiền tuyến. Bao gồm là buộc cái Bộ Chỉ huy Quân sự Nga họ phải phân tán, tổ chức lại cái hệ thống hậu cần và giảm thiểu các cái tác động của các cuộc không kích như vậy. Như tôi đã chia sẻ với quý vị một lần, bây giờ tấn công vào cơ sở hạ tầng hậu cần đấy, nó sẽ khiến cho tiền tuyến rất dễ là bị khan hiếm đạn dược. Trước đây ví dụ như là mỗi ngày có 2 chuyến xe, tôi lấy ví dụ có 2 chuyến xe thì bây giờ chỉ đi được 1 chuyến thôi, mà quãng đường lại còn phải xa hơn, bởi vì là Nga phải chuyển dịch những cái trung tâm hậu cần đó vào sâu trong lãnh thổ hơn nữa, đúng không ạ? Vì thế điều này sẽ gây ra áp lực rất lớn lên cái hậu cần của Nga. Chưa hết, trong lúc mà Nga đang chịu cái tổn thất đằng sau cái vụ tấn công ở Tver đó, thì lại có một kho đạn nữa tiếp tục bị tấn công. Lần này kho đạn dược này là ở Tikhorets sau một cuộc tấn công bằng UAV của quân đội Ukraine. Và các cái nguồn tin thì cho biết rằng là đây là cái nơi mà Nga họ lưu trữ các cái tên lửa Triều Tiên tại căn cứ này. Ukraine tuyên bố là họ đã tấn công vào một trong những kho đạn lớn của Nga và làm suy giảm năng lực chiến đấu của quân đội Moscow. Ngày 21 tháng 9, Ukraine cho biết là họ đã tấn công 2 kho vũ khí Nga tại khu vực Krasnodar và Tver phía Tây, và Moscow phải tuyên bố là sơ tán 1.000 người. Kyiv tuyên bố đã tấn công một kho đạn gần thành phố Tikhorets ở Krasnodar, và đây là một trong 3 căn cứ chứa đạn dược lớn nhất của Nga, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần của Nga. Kho đạn này nằm cách tiền tuyến 300 km và được cho là chứa một cái lượng lớn đạn dược hạng nhẹ, đạn cối, tên lửa pháo và tên lửa đạn đạo tầm xa, có khả năng là bao gồm cả tên lửa Iskander do Nga sản xuất. Và Ukraine ước tính là cơ sở này chứa khoảng 2.000 tấn vũ khí. Hai cái vụ tấn công liên tiếp như này chỉ trong vòng vài ngày, nó đã khiến Nga mất chừng độ 60.000 tấn vũ khí rocket chỉ trong 2 ngày thôi. Và thực sự đây là một cái điều mà vô cùng là choáng váng. Một số các cái nguồn tin họ nói là 60.000 tấn đạn dược vũ khí của Nga đã bị mất trong cái thời gian này. Bình Nhưỡng đã cung cấp một lượng lớn đạn dược cho Nga theo nhiều nguồn tin phương Tây. Và đây là một trong những căn cứ mà có thể là lưu trữ tên lửa của Triều Tiên. Và kể từ đầu đến giờ chúng ta đã thấy vài lần các cái căn cứ mà được cho là lưu trữ tên lửa Triều Tiên bị Ukraine tấn công. Nó sẽ là một cái đòn giáng mạnh vào quân đội Nga, thưa quý vị và các bạn.
Đòn giáng này nó sẽ khiến cho Nga gặp khó khăn hơn rất nhiều trong cái cuộc chiến tại Ukraine. Bởi vì bây giờ họ không chỉ chiến đấu tại Ukraine mà họ còn phải chiến đấu tại chiến trường Kursk ngay tại quê nhà của mình. Điều này sẽ giúp cho Ukraine có thêm được thời gian để mà thở. Thực sự là như vậy. Vì ở chiến trường Pokrovsk và chiến trường Torez ở miền đông, Ukraine cũng đang bị Nga vây ép rất là dữ dội. Và những cái cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng này, rồi các cái kho quân sự này, nó sẽ là một cái cách để mà Ukraine hoãn binh và khiến cho Nga gặp nhiều khó khăn hơn trong việc là tấn công ở mặt trận miền đông. Đây là một chiến thuật thường xuyên mà Ukraine dùng, cũng không phải lạ kỳ gì nữa rồi. Điều mà tôi quan tâm ở đây là tại sao những cái chiến thuật này dù là rất là quen thuộc nhưng quân đội Nga vẫn không đề phòng và họ vẫn để xảy ra những cái tình trạng như vậy. Đó là câu hỏi chúng ta đặt ra. Tại sao là quân Nga vẫn không rút ra được những bài học từ lịch sử? Tại sao vậy? Có phải chăng là do cái sự quan liêu của cái hệ thống chính trị và quân đội không? Hay là do các vũ khí phòng không của Nga hiện giờ nó không còn phát huy được uy lực như thời đầu cuộc chiến? Thời đầu cuộc chiến, có mơ là Ukraine cũng không nghĩ rằng là mình có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga như vậy, kể cả là với sự hỗ trợ của phương Tây. Nhưng sau này, khi mà chiến tranh đang ngày càng nó tiêu hao thì nó cũng đã khiến cho lực lượng phòng không của Nga bị bào mòn đi. Thế nhưng mà quý vị cũng hãy nhớ một điều, đó là nền công nghiệp quốc phòng của Nga vẫn rất là vĩ đại. Họ vẫn có thể sản xuất ra rất nhiều loại vũ khí. Tên lửa rồi kho đạn dược này bị mất đi thì nó cũng chỉ gây ra khó khăn tạm thời cho Nga thôi. Còn về lâu về dài, cái nền công nghiệp quốc phòng của họ vẫn có thể bù đắp lại những tổn thất đó. Và thậm chí là còn bù đắp nhiều hơn với những cái nguồn từ Iran hay là Triều Tiên, những cái quốc gia mà hỗ trợ Nga trong cuộc chiến này, theo nhiều cái nguồn tin tình báo là như vậy. Và điều đó sẽ khiến cho cuộc chiến này sẽ còn cam go. Chúng ta sẽ cùng chờ xem đôi bên sẽ tiếp tục có những cái màn tỉ thí như thế nào trên chiến trường. Quý vị cũng hãy để lại bình luận ở phần dưới để liên tục chia sẻ những cái thông tin với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.